Sao kỳ vậy, con cá mập mà. Món này mà hai chị mình khen ngon là nó ngon thiệt. Rồi chốt đơn cho em cái viên này luôn. Cứ cuối tháng lãnh lương thì đầu tháng mình sẽ để dành tiền đi mua vàng hoặc là kim cương. Hello mọi người, mình đang có mặt tại Isomon Sala. Và đây là bé Beso. Từ ngày mà thi Isomon Sala ra đời là hai chị em mình tới đây mãi thôi. Tại vì trong đây có đầy đủ đồ ăn, thức uống, quần áo và các kim cương nữa. Ví dụ như bạn nào mà thích phong cách ngầu ngầu màu đen đồ đó thì Justin là một lựa chọn. Mà đã cái là máy lạnh nó trong đây người ta mở mắt hay sao á, rất là lạnh luôn, vô mới là mùa đông. Ngon quá vậy. Còn về đồ ăn thì mình rất recommend mọi người tới Luzin. Hello mọi người, mình đang có mặt tại quán Luzin. Luzin thì chuyên món Á Âu, phục vụ đồ ăn cả ngày cho mọi người luôn. Ngoài ra còn có bánh ngọt, kem, mà lem chưa. Giá thì Hương thấy không có mắc đâu nha, trung bình thôi tầm 100 đến 200 mấy là đồ ăn ngon cực kỳ. Hương thấy giờ đẹp nhất mà mọi người đi là 11 giờ đến 14 giờ, lúc này ánh nắng chiếu vào chụp ảnh siêu đẹp luôn. Ta-da! Trên bàn hiện tại của mình đang có cơm tấm, gỏi xài, mì trứng cá hồi, ikura với rau Mỹ, mì mực đen thịt cua, hải sản đúc lò với phô mai, soda hoa anh đào với da cua nè. Bữa này ngon quá. Thế là gì lên? Vậy tao lấy cái giải. Mì đen thịt cua. Giá là 199. Ngon quá à, mình múc hết cua đi. Mình phải quấn một cú tít vô trong miệng mình luôn. Đồ ăn này ngon nha. Nghe mùi cua đập chân mà rất là hợp với giá tiền. Dĩa này là mì ít cá hồi 249 cạnh, trộn đều lên trước khi ăn sẽ ngon hơn á. Ở trong đây á là có cá bào nè, có cá hồi nè, rong biển nè, trứng cá hồi. 10 điểm. Cá hồi mặn mặn, hồi cá bào, rong biển. Ngon quá ha. Ở này ngon, ngon vậy ta. Đợi đây cái nào cũng ngon quá trời. Uống như bánh cuốn nữa. Hải sản phô mai đúc lò 250. Rồi. Ngon thiệt nha. Nó không có béo nha. Chính vì nó không béo nên là một cú tít vô luôn. Cái quán là gu mình. Món này mà hai chị mình khen ngon là nó ngon thiệt. Và rau mầm. Ừ. 10 điểm. Cơm tấm 179k. Tưởng là cơm tấm 179k này bình thường nhưng mà trời ơi. Lòng đỏ đỏ ao. Sắc quá trời quá đất, mọi người ăn thử xem có đáng đồng tiền không nha. Thật sự rất là recommend mọi người ăn thử cái món này nha. Cái thịt nó vừa, nó ướt hay lắm luôn á. Mềm mà nó thấm gia vị cực. Trời ngon quá à, món đi. Lỡ order nhiều hơn là đi bốn đứa mới ăn hết đó. Muốn tiêu đồ ăn mọi người có thể check in với mấy em Berwick này nè. Trời ơi, mình thích hai con này quá nè. Hai con này là cực hợp với nhà mình luôn. Mấy em này là nằm ở bên trong Isomon, tầng nào người ta cũng đi co khác nhau mà cũng độc lạ. À dễ thương quá, trơn mà che ghi. Beris nhỏ nhỏ nữa kìa. Còn mấy em bông hoa này là hai vợ mình mới phát hiện ra đó nha. Trời ơi nó đẹp ơi là đẹp luôn. Bạn ơi giờ mình muốn đăng ký thẻ thành viên Isomon. Rồi tới Isomon mọi người nhớ đăng ký làm thành viên luôn. Biết đâu sau này được ưu đãi nhiều nhưng mà hiện tại là được tặng sticker Beso á. Rồi mình đã đăng ký thành công thẻ thành viên Isomon. Mấy em sticker này nhận về là cho thằng nhóc nhà mình đắt dễ thương. Nhưng mà vị chính của mình là tới đây mua kim cương mà. Ủa thì sắp tới là kỷ niệm ngày cưới. Bình thường là một ngày mình bán được bao nhiêu viên kim cương chị? Có một khi nào 10 viên không? Có đập lễ hay này kia nọ thì nó sẽ nhiều. Cái viên là 260 triệu, còn cái nhẫn là 108 triệu. Kim cương thượng hạng nó sẽ có 100, nó có kích thước là 6 ly. Quá trời đẹp luôn mấy bạn ơi. Rồi chốt đơn cho em cái viên này luôn. Do là mình đi vào cái dịp lễ 30 tháng 4 nên là có nhiều chương trình khuyến mãi, nên thành ra là mua kim cương dùng cho ba quần bự cũng rẻ nữa. Cái này cho bạn nào thích dạng nhẫn hoa hồng rồi đó, đa 21 triệu, gần 600 á, thì giảm còn 18 triệu mấy, giảm được 2 triệu mấy luôn á mọi người. Đẹp quá à. Giá này giá tầm trung nè, mình nghĩ là mấy bạn tầm tuổi mình mua được nên là mình sẽ mua. Đẹp quá nè, có 150 à mấy bạn ơi. Mua giùm cho ba một bự mà ra hết gần 400 củ. Trời ơi, còn chưa có về vô mini show nữa. Sao kỳ vậy, con cá mập mà. Sao lại con ông, sao nó mất uy nghiêm rồi. Ai sáng tạo đến con gấu bông này đây. Chân mèo nè. Đi mua cái này, trời đất là đảo quá vậy. Cái mền cam cũng mua trong đây mà. Dạ. Ăn hamburger không, thả miệng ghê. Tôi chắc chắn cái này là bò sữa. Cái này là bò sữa. Nói hamburger ra hamburger luôn. Dễ thương. Ừ, không mua chúng hai cục dễ thương quá trời. Isomon Sala vui quá trời mà không đây là tiếc lắm á.